Xin chào cả nhà. Số hoa hồng hiện đại phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em bình thủy Tiger các bác nhé. Con này dung tích là 3 lít các bác này. Con này thì hình thức cực kỳ là đẹp luôn, trắng đẹp sơn zin 100% hàng nguyên bản đó các bác nhé. Trắng tinh luôn. Đấy. Bác nào thích màu trắng này. Cực kỳ trắng luôn nha các bác nhé, trắng zin 100%. Điện 100V nhé các bác nhé. Và con này thì đét tương đối là cao. Đét 2015 này các bác này. Em cho các bác xem lòng bên trong nha các bác nhé. Đây lòng bên trong đẹp xuất sắc luôn. Hàng đã vệ sinh sạch sẽ. Gioăng cao su zin xịn 100%. Mặt inox đẹp này các bác nhìn này. Mặt inox cực kỳ là đẹp luôn. Đẹp sáng bóng luôn nha các bác nhé. Lòng đẹp các bác nhé. Mặt inox đẹp, gioăng cao su zin xịn 100%. Mãn còn xanh đẹp luôn. Đấy các bác nhìn cái mặt inox này. Mới không? Gioăng xanh đẹp nguyên bản nha các bác nhé. Con này thì cách sử dụng như sau này các bác này, bơm này, nhịp 1 này, nhịp 2 này. Đấy. Cái này là chọn chế độ này, 70, 90 và 98 độ C nhá. Cái này là hẹn giờ này, 6 tiếng này, đấy và đun sôi lại nhá. Đây là đun sôi lại này. Dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Nó tự động sôi ở nhiệt độ 100 độ C và tự động ngắt nhá các bác nhá. Hình thức bơm điện tử hoạt động ok luôn. Trắng đẹp sơn zin tuyệt đối như mới các bạn. Dung tích 3 lít nha các bác nhá. Đấy, con này em bán nha các bác giá này. 750.000 em bao ship, bảo hành cho các bác 6 tháng, mọi chức năng hoạt động ok. Bình đẹp như mới luôn. Độ mới cao, đét cao 2015. Lòng đẹp, mặt inox đẹp, gioăng cao su zin xịn 100% hoạt động tốt. Mọi chế độ hoạt động tốt nha các bác nhá. Đấy, bác nào lấy thì cọc trước cho em 100.000, còn lại nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Rồi em xin chào các bác ở các video sau nhé. Bác Lộc cần thì alo em, số điện thoại 0934230664 ạ. Rồi em xin chào các bác ở các video sau ạ.